ba chân mà vẫn đổ. Chân vẫn đổ gãy như thế này. Cái cần câu cơm lại gãy cái nói chuyện gì đâu nhỉ. Chín rồi nhưng mà lần trước bổ một quả nó chả ngon chị, chửa cả lười chửa cả bổ. Ăn thanh long mà. Thôi, anh nhìn thấy cái này của em.